Sức khỏe 8 người được ghép tạng vào ngày 30 Tết tiến triển tốt. Gần 7.300 ca phẫu thuật cấp cứu trong 3 ngày nghỉ Tết. Mối nguy từ các loại hạt ăn trong dịp Tết và những lưu ý từ bác sĩ. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Alo Doctor trong ngày mùng 3 Tết. Bản tin chuyên cung cấp những thông tin về y tế, sức khỏe cùng những lời khuyên của bác sĩ. Ngay bây giờ là những thông tin nổi bật. Sức khỏe của 8 bệnh nhân được ghép tạng vào ngày 30 Tết đã ổn định và tiến triển tốt. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh nhân nữ bị phổi đục lỗ sau khi được ghép phổi 12 tiếng đang tự thở bằng hai lá phổi mới. Còn bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện đã rút ống nội khí quản, huyết áp duy trì vận mạch liều thấp. Bệnh nhân ghép tụy thận, chức năng thận phục hồi, đường máu ổn định. Bệnh nhân ghép tay, hai tay phục hồi tốt. Các bệnh nhân còn lại, chức năng tạng ghép đang trong thời gian hồi phục. 8 mô tạng gồm tim, gan, phổi, thận, thận tụy, hai tay, hai giác mạc đã được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện lấy, điều phối và ghép cho 8 bệnh nhân. Từ người hiến là nam thanh niên 26 tuổi, qua đời do tai nạn giao thông. 6 trong số 8 bệnh nhân này đã giành sự sống thành công mới của y tế Việt Nam. Tổng số bệnh nhân điều trị sau 3 ngày nghỉ Tết gần 110.000 người, tăng 14,7% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Tổng số ca phẫu thuật là gần 7.300, trong đó phẫu thuật cấp cứu hơn 1.900 ca, tăng 11%. Tổng số khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là hơn 3.000 trường hợp, trong số đó, số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là hơn 1.500 trường hợp, tăng gần 14% so với cùng Tết năm ngoái. Sau 3 ngày nghỉ, cũng có 453 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ. Bệnh viện Trung ương Huế vừa tiếp nhận 4 trường hợp nhập viện cấp cứu do bị bỏng nặng sau khi mua pháo nổ trên mạng về đốt những ngày Tết. Trong số này thì có một bệnh nhân 3 tuổi bị bỏng 16% ở vùng bàn tay, cẳng chân, vùng mặt bị sưng. Một trường hợp bị bỏng diện rộng vùng mặt, cẳng chân, bàn tay, bụng và ngực. Bác sĩ khuyến cáo thì người dân không tự ý mua pháo, chế pháo nổ vì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong dịp Tết thì phụ huynh cần giám sát con em của mình, nghiêm cấm các cháu mua đốt pháo. Một thông tin khác thưa quý vị, hội nghị các bên lần thứ 10 về kiểm soát thuốc lá giữa các quốc gia trên toàn cầu COP 10 đang diễn ra tại Panama nhằm ngăn chặn hậu quả có hại của việc hút thuốc trong bối cảnh các công ty thuốc lá đang tìm mọi cách để thu hút nhiều người hơn, bao gồm cả trẻ em, bằng các sản phẩm gây nghiện. Được tổ chức 2 năm một lần, hội nghị năm nay quy tụ các đại biểu từ hơn 180 quốc gia. Sau cuộc họp chính sẽ là các cuộc đàm phán về việc loại bỏ các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp. Thống kê cho thấy hơn 8 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm, trong đó có khoảng 1,3 triệu hút thuốc tự động, thụ động. Sau Tết, điều mà nhiều chị em phụ nữ lo ngại là cân nặng tăng vọt. Giảm cân cấp tốc bằng việc uống thuốc hay là tập luyện quá sức có nguy cơ để lại nhiều hậu quả không mong muốn. Ngay sau đây, bác sĩ sẽ chia sẻ những nguyên tắc quan trọng trong việc giảm cân an toàn. Giảm cân nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất là nhu cầu của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là thời điểm ngay sau Tết. Tuy nhiên, cái gì cấp tốc mà không đúng cách cũng dễ đi kèm nhiều nguy cơ. Thì thứ nhất là chúng ta không nên nhịn ăn hoặc là chúng ta ăn kiêng quá mức. Thì với cái chế độ ăn mà ít calo như vậy á, chúng ta sẽ suy kiệt, chúng ta sẽ mất cái khối lượng cơ hoặc là chúng ta sẽ bị sỏi mật. Và một cái lưu ý thứ hai, tức là chúng ta không nên luyện tập với một cái cường độ quá cao, quá sức đối với chúng ta, dễ bị tổn thương những gân cơ khớp. Lưu ý thứ ba, thì chúng ta cũng không nên mua hoặc là dùng những cái sản phẩm giảm cân mà không có rõ nguồn gốc, kéo theo những rủi ro đối với hệ thống tim mạch và tuần hoàn. Để giảm cân nhanh thì việc luyện tập an toàn, tránh bị chấn thương cũng cần có những nguyên tắc. Luyện tập thì phải đi đôi với lại chế độ ăn uống hợp lý. Chế độ ăn uống mà đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ bổ trợ cho cái việc luyện tập. Cái nguyên tắc số 2 đó là chúng ta luôn luôn nhớ lúc nào cũng phải khởi động, tức là làm nóng cơ thể trước, thì nó sẽ tránh được những cái tổn thương trên những cái hệ thống gân cơ. Thì một cái nguyên tắc vàng ở trong luyện tập đó là chúng ta phải luôn luôn lắng
nghe cơ thể của mình, và chúng ta phải biết dừng khi cảm thấy quá mức hoặc là cảm thấy đau. Vào dịp Tết thì các loại hạt như là hạt dưa, hạt bí là những món không thể thiếu trên bàn tiếp khách của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi ăn các loại hạt này không đúng cách, quá mức sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạt dưa, hạt bí, hạt ốc chó, hạt dẻ, các loại hạt khô quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Tuy có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng khi dùng quá nhiều sẽ tác động khôn lường tới sức khỏe. Cứ khoảng 100g hạt á, thì chó trung bình khoảng là hơn 500kcal. Tuy nhiên theo như em biết đó, thì một ngày người bình thường chúng ta ăn chỉ cần khoảng là 1.500 đến 2.000kcal. Cho nên đối với những người mà đang bị thừa cân, béo phì hoặc có những cái nguy cơ đó, nếu mà việc họ sử dụng quá nhiều các loại hạt có thể gây dư thừa các lượng kcal. Ngoài ra còn có cái một số các nguy cơ, đó là ăn các loại hạt có thể gây cái khó chịu cho đường tiêu hóa, ví dụ như là đầy bụng, khó tiêu. Cái nguy cơ thứ ba đó là có thể nguy cơ dị ứng. Hiện nay có sự ghi nhận có một số tình trạng dị ứng với các loại hạt và thậm chí có thể gây đến sốc phản vệ và tử vong. Theo các chuyên gia, các loại hạt thường có nhiều tinh dầu, dễ gây nấm mốc. Do đó, người dân nếu không may ăn phải các loại hạt bị nấm mốc, chứa các chất bảo quản, nhẹ sẽ bị dị ứng, ngứa. Trường hợp nặng có khả năng nhiễm độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nguy cơ nặng hơn thì ví dụ như là trong nấm mốc chúng ta thường hay có một chất độc tố gọi là aflatoxin. Thì chất này có một cái nguy cơ gây ra là bị ngộ độc thực phẩm, gây ra cái tình trạng ví dụ như là bị độc gan, hay là có thể thậm chí gây tới là nguy cơ ung thư gan. Cho nên đó là một cái tiềm ẩn cho sức khỏe rất là nguy hiểm. Và có một cái nguy cơ thứ hai đó là trong các cái sản phẩm hạt đó chúng ta còn có là cái phẩm màu. Ví dụ như hạt dưa bây giờ chúng ta thấy là rất là hay được nhuộm đỏ để cho đẹp mắt, thì những cái phẩm màu đó cũng có thể nguy cơ gây dị ứng cũng như là không tốt cho sức khỏe gan thận của chúng ta. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên mua các sản phẩm hạt khô có xuất xứ rõ ràng, dùng theo đúng hạn sử dụng, hạn chế ăn các loại hạt tẩm ướp nhiều gia vị, cẩn trọng tránh bị hóc hạt để bảo vệ sức khỏe dịp Tết. Trong dịp Tết, nhiều gia đình thường cấp đông các thực phẩm nấu chín hoặc là tươi sống để ăn nhiều ngày trong dịp Tết. Tổng đài của Alo Doctor nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc từ khán giả về vấn đề lưu ý khi rã đông thực phẩm. Sau đây là câu trả lời từ bác sĩ. Với một cái nồi thịt kho tàu lớn, khi mình đã kho xong và để nguội thì nên là chia ra thành những phần nhỏ theo cái số lượng ăn trong mỗi ngày, và mình để trong một cái hộp thủy tinh đậy có nắp đậy kín, mở vào ngăn đông tủ lạnh. Mỗi lần mà mình rã đông, mình sẽ rã đông bằng việc để từ ngăn đông xuống với ngăn mát trên tủ lạnh. Thì đối với các thực phẩm tươi, ví dụ như là thịt tươi, thì mình nên lưu ý là bọc cái khối thịt đó trong một cái bao kín và để với ngăn mát ở dưới nhiệt độ là dưới 5 độ C. Đối với trường hợp là khi mà mình rã đông bằng dưới vòi nước lạnh, mình cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để có thể rã đông một cái khối lượng thịt khoảng nửa ký. Có nhiều gia đình thì họ sẽ chọn phương pháp là rã đông bằng nước ấm, bằng vòi nước nóng. Mình khi lưu ý trường hợp này thì có thể trong quá trình rã đông đó sẽ làm cho thực phẩm bị cái lên cái nhiệt độ từ 8 cho đến 63 độ C. Thì nhiệt độ này sẽ là nhiệt độ gây có lợi cho các cái vi khuẩn phát triển và cái gây cơ đến nhiễm nóng thực phẩm. Trong cái quá trình rã đông bằng nước nóng như vậy thì phải đảm bảo trong vòng 1 tiếng đồng hồ thực phẩm phải được chế biến, được nấu chín. Thay mặt cho khán giả, Tấn Anh xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng bổ ích của bác sĩ. Quý vị và các bạn đừng quên gọi về hotline 1900 96 9600 nếu có thắc mắc về sức khỏe. Chúc quý vị có một ngày nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.